Ngày 21 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Võ Minh Điền, hay còn gọi là YouTuber Võ Minh Điền, sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân, về tội gây rối trật tự công cộng. Theo kết luận điều tra, Điền dùng mạng xã hội YouTube để livestream và bán hàng. Trong lúc livestream đã xảy ra mâu thuẫn với một số tài khoản YouTube khác. Lúc này, Lâm Duy Bảo Sơn, hay còn gọi là Sơn Mặt Quỷ, biết chuyện nên đứng ra giải hòa. Trưa ngày 17 tháng 2, Sơn hẹn Điền đến huyện Bình Chánh. Điền và nhiều người tới điểm hẹn không gặp được nên ra về. Điền cho rằng Sơn nói dối nên livestream chửi, thách thức đánh nhau. Tối cùng ngày, nhóm Sơn đi xe ô tô tới nhà Điền. Lúc sau, Điền cầm cây dũ ba khúc đi ra đầu hẻm. Nhóm Sơn đi xe tới đầu hẻm thì bị nhóm thanh niên dùng hung khí đánh, đạp xe. Sau vụ việc, nhóm Sơn tới công an trình báo.